Xin chào các em, rất vui được gặp các em trong video lần này. Hôm nay chị sẽ hướng dẫn cho các em chơi bộ đồ chơi làm gối âm nhạc cho bé yêu nhé. Chị có một hộp đồ chơi đây. Trên hộp đồ chơi này có chiếc gối này, và đây là những chiếc tiếng kêu xúc xắc đây các em. Và đây là một chiếc gối rất là êm. À, đây đằng sau chiếc gối, các em có thể nhìn chi tiết này. Chiếc gối của chúng ta có rất là nhiều sắc, rất là ngộ nghĩnh nữa. Bây giờ chị và các em cùng mở chiếc hộp này ra xem nhé. Để mở được chiếc hộp, chị sẽ bỏ phần băng dính ở đây ra. Chị và các em cùng mở chiếc hộp này ra bây giờ nhé. Wow, bên trong có một chiếc túi đồ chơi đây các em ạ. Cái túi này có rất là nhiều đồ này. Bạn voi này, chiếc lắc tay này, còn gì nữa, bông hoa này, đây là bạn khỉ, rất là nhiều bông hoa và vòng tay nữa, và sẽ để đây để giúp đỡ nó lắp chiếc gối cho bé yêu nhé. Bên trong còn có gì nữa nào? Bên trong của chúng ta còn có một chiếc gối rất là đáng yêu và xinh xắn với các em ạ. Chiếc gối này có rất là nhiều màu sắc và hình các con vật đáng yêu nữa. Các em có thấy không? Đây là hai bạn chuột này, còn đây là bạn sư tử này, còn bên này là bạn voi, còn dưới này là cây xanh này, và có cả bạn bướm nữa. Còn trên này là bạn thiêu cao cổ này, còn đây là cây xanh và có nhiều bông hoa. Bên này là cây dừa đấy các em ạ. Sắc và đẹp. Còn ở trên này là có chú lỗ ỉn để các em. Bây giờ chúng ta sẽ lắp đồ chơi cho bé âm nhạc cho bé yêu nhé. Đầu tiên chị sẽ lấy một chiếc lắc hình con khỉ để các em ạ. Đây là đuôi của con khỉ này, còn đây là mồm của con khỉ này, còn khỉ này có hai cái mắt này, và mặt của con khỉ màu đỏ đấy các em. Bây giờ chị sẽ móc chiếc vòng này vào con khỉ này nhé. Chị sẽ cho cái vòng này vào đây. Là xong rồi. Tiếp theo chị sẽ móc chiếc vòng này vào chiếc gối này các em nhé. Em quan sát nè, chị sẽ cho chiếc vòng này vào đây. Chị sẽ để chiếc gối này ở đây và tiếp tục móc tiếp cái khác các em nhé. Lần này chị sẽ lấy hình các bông hoa này. Một chiếc lắc có hình và bông hoa màu xanh da trời này các em. Và trên đây là một con ong đấy các em ạ. Và dưới này là các bông hoa. Đây là bông hoa màu xanh lá cây. Còn đây là bông hoa màu vàng. Còn đây là một bông hoa màu da cam. Bây giờ chị sẽ lấy một chiếc lắc nữa để lắp vào nhé. Chị sẽ móc chiếc lắc này vào đây. Tiếp theo chị sẽ lấy chiếc gối này và móc vào chiếc gối này của chúng ta. Vậy là chị đã móc hai chiếc gối xong rồi. Vậy là chị đã móc được hai cái vào chiếc gối rồi. Rất là đẹp và đáng yêu đúng không các em? Bây giờ chị sẽ lắp tiếp nhé. Và còn lại là bạn voi này. Bạn voi chồng cũng rất là đáng yêu và ngộ nghĩnh đúng không các em? Đây là mắt của bạn voi này, có hai mắt tròn đen. Còn đây là chiếc voi của bạn voi. Còn đây là chân của bạn voi. Và bạn voi đặc biệt là có hai cái tai rất to đấy đúng không các em? Còn đây là chân sau của chú voi. Bây giờ chị sẽ lắp chiếc vòng lắc này vào chú voi các em nhé. Đây, chị sẽ lắc này vào đây. Chị đã lắp xong rồi. Giờ tiếp theo thì chị sẽ lắp vào chiếc gối cho bé yêu nhé.
chiếc hố cho mẹ. Có nhiều đồ vật đáng yêu không các em? Nè, có nhiều lắm hát. Thằng chiếc hố này tiếng kêu rất là hay. Em bé của chúng ta được lắp chiếc hố này sẽ rất thích đấy các em ạ. Thằng chị sẽ cầm chiếc hố lên cho các em xem nhé. Đây mà cho em bé nằm lên đây, em bé nằm lên đây có thể chơi được đấy. Vậy là hôm nay chị đã hướng dẫn cho các em chơi xong bộ đồ chơi làm gối âm nhạc cho bé yêu rồi. Các em có thấy thích không? Chiếc gối sau khi làm xong rất là đáng yêu và dễ thương đúng không các em? Có rất là nhiều hình thù này và rất là đẹp nữa. Các em hãy nhớ nhấn nút đăng ký trên kênh Suzy để được theo dõi những video mới nhất mà chị Suzy phát sóng nhé. Và hãy nhấn nút like bây giờ chị Suzy. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo của chương trình.